Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo nghị định quy định giảm tiền thuê đất năm 2024. Trong đó, Bộ này đã đề xuất hai phương án giảm tiền thuê đất là giảm 15% hoặc 30%. Chính sách giảm tiền thuế đất năm 2024 nhằm hỗ trợ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, với khả năng phục hồi và phát triển kinh tế nhờ các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của Chính phủ và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, thì dự toán thu ngân sách năm nay đã được Quốc hội thông qua sẽ đạt và vượt. Vì vậy, số tiền thuê đất giảm theo chính sách này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách nhà nước nói chung. Bên cạnh đó, khi các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sẽ giúp tăng thu ngân sách từ thuế, từ đó bù đắp cho số giảm thu do giảm tiền thuê đất.